Xin chào các Xin bạn. chào các bạn. Ôi, hôm nay sáng nay em cân có 105 pound à anh. Mừng quá. Em đang ráng em nhịn ăn để sinh nhật của em ngày năm nè, thứ bảy này nè, là cho nó mặc đồ cho nó đẹp chứ hôm qua thử đồ. Trời ơi, mặc cái gì cũng đẹp hết á. Như gọi như nào. Xấu quá. Đúng rồi, các bạn cho các bạn xem cái video này nè. Tuyết Nhi mới quay cho Tám. Xin mời các bạn xem xong rồi mình nói chuyện tiếp nha. Hôm nay con có nhận được thông tin là chú Tô Thanh Phương bị ngã từ lầu 2 chung cư. Hiện tại là con đang liên hệ với lại cô được, vợ của chú Phương, để mà thăm hỏi tình hình, cho mọi người biết là tình trạng hiện tại của chú Phương như thế nào. Nghe con nghe tin là chú Phương bị té hả cô? Sáng cho chú Phương sáng bệnh xong chưa vẫn bình thường, chú Phương bị ảo giác với chú Phương nghĩ xuống lầu á. Dạ, nhưng mà hiện tại tình hình của chú Phương sao rồi cô? Ổn rồi, bác sĩ chụp hết trơn rồi, không có bị gì hết trơn, không gãy xương, không có bị gì hết, chỉ não bị tụ máu bầm á. Dạ, nhưng mà não bị tụ máu bầm có nguy hiểm không cô? Tụ máu bầm để uống thuốc rồi cho tan chứ không phải mổ. Con muốn nhìn chú Phương qua Zalo á, qua màn hình á. Dạ. Ui. Mới làm xong mình đi ạ. Cô liên quan bữa nè. Dạ. Thấy chưa? Chú Phương không thấy mặt con, để con mở cái mặt lên. Dạ. Chú Phương thấy con không? Chú không thấy, chú không thấy con. Dạ. Cái tay của chú che mặt rồi. Đây đi cho thấy hình này được ham dành nghe quá, để cho nó thấy anh cái coi. Cho dành đi kìa. Dạ. Dành nói chuyện gì đó đi, muốn nói gì đó đi. Chú có đau nhiều không chú? Chú có đau nhiều không? Có đau nhiều không? Dạ. Chú mờ quá rồi. Dạ. Nó nhìn mặt anh cái coi. Nói chuyện, chú muốn nói chuyện. Không sao đâu, con thấy rồi ạ. Chú Lê Quang gửi lời thăm đó, nhớ anh Lê Quang không? Dạ. Nói gì? Chú có nhiều nỗi buồn. Dạ. Chắc hôm nào để cho chú Lê Quang gọi cho chú Phương luôn ha. Ha chú Phương. Cho chú Quang thăm chú Phương nha. Con thấy chú Phương chưa? Dạ, dạ con thấy. Chú quay. Sợ chú cầm điện thoại không được. Trời giữ cái điện thoại luôn kìa. Để cho nó nói chuyện, nó gọi. Dạ. Con gái nói xong. Dạ, nói chú qua để lại thăm rồi, cảm ơn em. Vừa qua đó. Dạ. Ảo. Mét kìa. Dạ, con mắt. Hôm bữa giờ chú có đi khám mắt chưa? Khám rồi, bị cườm hai con. Khám lần bữa thứ ba rồi bị cườm hai con. Dạ, nhưng mà... Hôm nay vô khám nữa mà chưa cườm. Dạ. Nhưng mà mình đâu có mổ cườm được hả cô? Không? Vô khám lại rồi mới biết là mổ hay không. Giờ chú đang vậy nè, rồi không biết nữa hay sao nữa. Dạ. Dạ, dạ con hiểu. Chú bị xấu. Dạ. Dạ. Đã mổ được. Dạ đúng rồi, không sao đâu chú. Còn cái nữa cho nó, còn cái nữa kìa. Dạ. À chú sợ mù cho nên chú sống, chú mới nhảy đó. Dạ. Phải không? Dạ. Chú bị ảo giác đó. Bác sĩ đã nói rồi, cường khô là mừng rồi, mổ được. Nhưng mà sao chú mở cửa được, chú ra ngoài được vậy cô? Đâu, cô phá cửa
cửa lại rồi, tôi muốn chìa khóa tôi để lên nắm tủ qua phòng thờ đó, có tủ gỗ đó. Dạ. Rồi con mới nhỏ thuốc cho chú, bác sĩ cho ba cái chai thuốc nhỏ, 5 phút nhỏ một lần, mà ba cha chị, con nhỏ tới chai thứ hai, chai thứ ba tới cô nói, ngồi đây đi, cô đi vô, bỏ đồ vô, máy giặt. Mà con hút chìa khóa ra rồi mà, rồi xong cô bỏ vô, con mở nướng xong, cô dường lên, thấy mất tiêu, ổng chạy ra là ổng nhảy cái đùng rồi. Dạ. Chìa khóa mở luôn á con. Nhưng mà là do chú bị uống thuốc, chú bị cái phản ứng phụ của thuốc hả cô? Đúng rồi. Đúng không chứ chú? Phản ứng phụ đó. Dạ. Ừ. Tại Không phải đâu. Chú bị khó chịu. Chú bị khó chịu. Nghe bệnh tình. Chú bị sốc đó. Nhưng mà bác sĩ nó cường cô, cường là mừng, nếu cường là mổ được, còn nếu mà không phải bị cường tự nhiên nó mù mình mới sợ. Dạ. Bác sĩ giải thích rồi tự nhiên về cái đó chị đó. Chú ráng khỏe nha, tháng sau mổ cường là hết à chú. Rồi hết viên rồi, hết viên rồi, chạy lên rồi đây. Cô tắt đi, tắt đi. Dạ. Con. Dạ. Dạ. Đó lại gì quên nè, đó là nó quên nè. Mù đó, chứ sợ bị mù. Trời ơi, đổi đó hoài kìa. Kỳ xuống cái kỳ gì? Dạ. Con nói chuyện với cô chú chút xíu. Dạ, có một cô tên là Châu, cô ở Canada. Cô có gửi cho chú 50 đô. 50 đô tiền Canada đó. Bây giờ con xin phép con gửi, con chuyển qua tài khoản cho cô nha. Cô nhận được cô báo cho con biết nha. Chuyển khoản hả? Dạ, 50 đô. 50 đô của Canada là tầm 900 lẻ mấy ngàn á, con làm tròn 1 triệu, con gửi qua tài khoản cho cô 1 triệu á, cô nhận được cô báo cho con biết nha. Dạ. Là cô Châu ở Canada. Con, dạ. Chú Phương ơi. Chú Phương có muốn gặp chú Lê Quang không? Để con nhờ chú Quang gọi cho chú Phương nha, gọi thăm chú Phương nha. Gặp chú Phương qua màn hình giống con nè. Thôi bây giờ con tắt đi, chú Quang gọi nha. Dạ. Dạ gọi đây đi. Tắt đi chú Quang gọi. Dạ. Nó nghe nè. Dạ. Tắt đi chú Quang gọi nha. Dạ, dạ rồi. Con tắt này rồi, có gì con nhắn cho cô. Dạ. Dạ, thì vừa rồi là đoạn clip để các cô chú khán giả xa gần có thể thăm chú Tô Thanh Phương qua màn hình, biết được tình trạng hiện tại của chú Phương á. Thì đây là cái chuyển khoản mà con đã chuyển 50 đô của cô Châu ở Canada gửi đến chú Phương. Và con xin để thông tin liên hệ cũng như là số tài khoản của cô được lên đây, để các cô chú, anh chị nếu như ai yêu mến và muốn giúp đỡ cho chú Tô Thanh Phương thì có thể liên hệ với cô được. Sau khi con chuyển khoản cho cô thì con cũng có gọi lại cho cô để xác nhận lại á. Dạ cô ơi, con gửi cho cô rồi. Con mới nhận thì nè. Dạ, đó là cô Châu ở Canada. Dạ. Dạ rồi, con nhận rồi. Cô ráng giữ sức khỏe lo cho chú nha cô. Rồi, chú Quang gọi nha. Dạ. Đó là cái video mà Tuyết Nhi đã gọi hỏi thăm và trao cái số tiền mà của Châu Canada gửi cho anh Tuấn Phương. Mắt anh bị cườm gì nữa mà. Thì mắt anh bị cườm nên thì bác sĩ nói là cườm. Đi đâu để té đi gớm vậy trời. Không. Anh biết không, cái bệnh này á, nó cái thuốc nó làm cho ảo giác. Chị Kim kìa đó, kể cho chồng chị Kim á, chị Kim mình á, kể chồng chị Kim á, lúc mà uống thuốc á, xong cái chồng chị cứ nói là ai mà ở ngoài, coi như là chị Kim nói là khuya rồi, ngủ đi, đừng có mở cửa. Chị Kim đóng cái cửa gara lại đúng không? Là nửa đêm ảnh mở cửa gara ra, ảnh nói là ai mà ở cái nhà mình đứng ở đó hoài à, đi ra đuổi nó đi, hiểu không? Giống như ảo giác á.
mà chị Kim chỉ cứ đóng lại là ảnh mở cửa gara ra, ảnh nói là có người tới nhà, có người ở trong nhà gì đó, cứ như vậy hoài à. Cho nên là cái thuốc đó nó làm cho như vậy á. Đi ra sao té gì ghê quá. Nhưng mà chị ha, chị nói là chị khóa cửa rồi mà sao lúc đó ảnh mở cửa ra, ảnh té xuống. Nhưng mà ở trên mạng người ta nói là ảnh là tự tử, là không phải, là ảnh bị té đó. Ủa, trên mạng nói ảnh tự tử à? Ở trên mạng nói xong rồi không phải giống như một cái báo nào đó nói là tự tử, nhưng mà có một cái báo á nói lại, nhưng đính chính lại là không phải là do tự tử, là do là ảo giác, là té gì đó. Té vô bệnh viện, nằm bệnh viện mà. Cũng may mà té trên lầu 2 xuống mà không bị gãy tay gãy chân ha. Trên lầu 2 xuống. Té trên lầu 2 xuống xong rồi rớt xuống một cái mái của một cái lầu 1 xong bắt đầu mới rớt xuống. Ghê không? May mắn á. Không, quá may chứ còn. Quá may mắn luôn. Khủng khiếp vậy trời. Trời, cho nên là mà may ảnh không bị gãy nhưng mà bị cái đó đó, bị máu trên não á. Trời, mà cái đó cũng nguy hiểm lắm, nhưng mà ảnh còn biết á. Anh thấy ảnh kêu để ảnh nói chuyện với Tiết Nhi không? Đúng rồi, còn biết. Anh nói để tôi nói đó. Bị sốc. Sợ mổ mắt bị mù. Nhưng mà bà xã ảnh nói là, bác sĩ đã nói là hên là cái cườm của ảnh mổ được. Gùm khô. Khóa cửa sao mà lấy thì khóa mở ra mình đi xuống đồng té, lầu 2 xuống gì trời. Chắc là ảnh mở cửa, ảnh chắc ảo giác giống chị Kim á. Chị Kim đó, chồng chị Kim á, chồng chị Kim cũng muốn mở cửa hoài là vậy đó, cứ mở cửa ra hoài à. Người nào mà đã từng nuôi người bệnh này là sẽ hiểu, em nghĩ chị Kim chị biết liền à. Nhưng mà sao anh chồng của chị Kim may mắn quá, mổ để cái máy gì trong đầu nó control, bây giờ ảnh lái xe đi làm bình thường. Mà nghe nói ông bác sĩ đó, ổng hay về Việt Nam, ổng mổ lắm anh, bác sĩ đó. Phải chi mà thấy được anh Phương ha. Mấy bác sĩ đó thấy được anh Phương đó thì, mà sau lúc mà quay phim thì đâu có thấy anh Phương ảnh rung giống như là anh chồng của chị Kim ta. Không rung lắm. Ảnh rung không có rung nhiều nha. Hay lầm lúc đó là người ta nói là mỗi lần mà muốn mà bình tĩnh là phải uống cái thuốc đó là được khoảng 2 tiếng là thấy bình thường. Giống như là được 2 tiếng mà ngồi không có bị cứng người này kia á. Được 2 tiếng thôi. Sau đó là cứng lại. Đó, chị Kim chỉ nói là trời ơi, ngủ vậy là không có làm gì được, cứng luôn á. Rồi có khi hả, cầm cái gì cũng rớt, làm cái gì cũng không được hết á. Rung mà sao cầm được cái gì? Tưởng tượng vậy sao cầm? Là rớt hết luôn á, bể chén bể kĩa luôn á. Sao rung sao cầm? Không rung mà. Đúng rồi. Đâu có ấm được cái gì đâu cầm. Cầm ăn uống rồi rớt. Rớt lên rớt xuống chứ bà giỡn đâu. Tội không? Wow, giờ là nằm viện hả? Giờ đang nằm viện. Nằm bệnh viện đó. Giờ biết sao giờ? Bây giờ em đi nha. Ok. Em đi chở má đi một chuyện á. Lấy má đi ngang đây nè. Chào má đi ông chuyện, nhờ mọi người có gì cầu nguyện cho anh Tô Thanh Phương nha. Ảnh hôm qua em coi á, em thấy cái video người ta post ảnh hát bài Đất Phương Nam á. Trời ơi, nhìn cái mặt ảnh như hồi xưa, trời ơi, mình nhớ cái lúc mà ảnh hồi xưa ảnh cũng vui ha. Vui vẻ gặp hả? Ảnh, trời ơi, vui vẻ. Sao mà nhận không ra một cái người khác hẳn luôn á. Bệnh mà sao mà nhận ra được, ốm xuống rồi tiều tụy mà mới nhận ra cái mặt lúc mà ổng đang đương thời nó sáng trưng à. Đầy đặn, mặt mũi ngon lành, tướng tá. Ổng là thuộc loại tướng tá, con ca sĩ tướng tá là quá ngon lành. Mà trong báo đăng là ảnh là coi như đi hát về á là ở nhà không à, không đi ăn nhậu chơi gì bạn bè hết trơn á. Sống gì vậy, đi hát đâu cũng về vậy với vợ đó. Ông ít có la cà. Nó la cà đâu á, hiền lành lắm, ngoan lắm. Mà tự nhiên cái kỳ cục quá.
Thôi em đi đây nha. Bệnh mà sao gọi là kỳ cục được. Giống như hồi đó anh tự nhiên cái anh đang khỏe mạnh ha, tự nhiên cái anh bệnh, cái anh nói mấy nay ủa sao kỳ vậy anh, cái tối ngày anh nói kỳ vậy, sao anh bị gì kỳ quá anh nhớ không, lúc mà anh bị ai ói á, mình không hiểu thì mình hiểu, anh cứ nói ủa sao kỳ vậy em, anh bị kỳ vậy, sao tự nhiên anh bị kỳ vậy, tự nhiên anh cứ nghĩ hoài, cuối cùng còn ghê hơn nữa, mới đầu còn thấy kỳ kỳ xong còn ghê hơn nữa. Một ngày thay mấy cái? 6 cái. 6 cái hả? Chưa. Ở đâu ra? Đâu được. Mặc cho hết cái đống đồ đó nha. Từ đây sao là không có mua áo thun nữa nha. Mặc cho hết rồi lúc đó là bỏ ra cái nào chán bỏ ra ngoài cho người ta rồi mới mua cái mới về. Ok? Ok, dài, ok. You understand? I understand. Bye bye, see you again. Yeah, okay. Thôi đi chở ngoại đi làm. Ủa là đúng không? Chở ngoại đi không chị? Làm chở kẹt gì? Rồi. Mà đi làm. Bye bye. Đi các bạn ơi. Tắm qua nhà bà ngoại. Chở ngoại đi công chuyện. Ở đâu rồi chú? Chú bẻ trộm. Bẻ trộm. Chưa cho má con 2 cái nè. Thấy không? Có lý nha. Không đi hả chú? Rồi đi con. Cái gì cho táo ăn mà sống nha má. Đồng. Sáng mai. Con đi nha má. Ơ quên lộn, con đi hả chú? Đi hả con. Má sao mỗi lần con ăn cái táo này là con bị ho à? Có kỳ vậy? Ai biết? Má có bị không? Không, chưa ăn bây giờ. Ủa? Má chưa ăn hả? Ừ. Mỗi lần con ăn là con bị ho kỳ á. Ừ. Ho thì hồi nó hết, nhưng mà cái lúc mà mới ăn ăn vô á nó bị ho kỳ quá, 10 lần như một à. Má khỏe không? Khỏe hả? Giờ đi ngân hàng hả má? Má đi chợ đi đồ không? Má có đi muốn đi mua cái gì không? Ghé vô chợ chút thôi. Ừ. Mua bánh mì, mì thịt để ăn. Mua bánh mì nữa hả? Mua bánh mì thịt để ăn sáng. Sau lần má đi cũng mua bánh mì vậy. Mua 2 thằng 1. Tại vì thèm bánh mì mà lâu lâu mới đi lần. Sao má không nói con mua cho? Thôi. Má con xuống được 105 pound rồi má. Ừ. Mừng quá trời. Ăn kiêng quá chị không xuống. Con mong xuống khoảng 100 pound. Xuống thêm 5 pound xuống nữa. Xuống quá này thiếu quá. Không biết xuống có nổi không. Không biết xuống có nổi không á chứ ở đó. Già rồi khó xuống ký lắm. Quên lớn tuổi không nói già, quên không có già. Lớn tuổi rồi khó xuống lắm. Má tới đằng kia má mua này chuối nữa. Dạ. Vì con vô đây má tới đằng kia hả? Ừ. Rồi con chạy ra đó con đón má nha. Ừ. Rồi lỡ sao con tìm má? Má đâu có đem điện thoại đâu. Có. Có đem điện thoại không? Ừ có. Ok. Lỡ mất công lạc má đi kiếm mất má tôi đâu. Má tôi đâu rồi? Rồi, má đi nha. Ừ. Má đi qua đó con bên này nha. Ừ. Bây giờ trong khi chờ đợi bà trong khi chờ đợi mà bà ngoại đi chợ, mời các bạn xem một cái clip ngắn bữa chủ nhật vừa rồi anh Két nó quay bà ngoại với Lê Quang đi lễ nha. Chào các bạn. Ủa đi đâu rồi? Đi đâu? Ủa đi lễ. Ngoại đâu? Ngoại đang ra. Bà Tám đi Canada, tối nay mới về. Bà Tám lộn giờ các bạn ơi. Tưởng 10 rưỡi sáng mới tới ai nhà là 10 rưỡi đêm. Lộn gì lộn. 7 giờ tối thành 7 giờ sáng mới gom.
chị? Mày biết mẹ đi lộn giờ biết chưa? Rồi, biết rồi, mà ngoài kêu mẹ, mẹ nói đi kể quen. Mày thấy mẹ lộn lẫn liệu không? Để 20 giờ mà đi buổi sáng. 19 giờ. Xong rồi đi vô tới cái gate luôn rồi, phải đi ra lại. Thì chịu không nổi luôn. Sao mẹ nói mẹ gọi ngoại không được á ngoại? Gọi lại rồi hả? Đúng rồi, gọi rồi. Má, ông ngoại là người bận rộn mà đâu có dễ gì bắt điện thoại chứ. Là như rảnh lắm. Nhiều khi ngoài này đăng ký ngoài, ngoài bận rộn lắm, tiếp khách đủ quá trời không thấy. Mẹ mà ngoại sáng sớm đi chào good morning sir nữa đó. Vậy luôn. Ừ. Rồi của ba ngồi tự nhiên má đi thấy ông, cái ông mà mấy ông quản lý trong khu mình ở chạy xe đi ngang. Manager ngoại đi morning sir. Trời ơi, hết hồn. Hoặc nói tiếng Anh dữ. Dạ, dữ. Tối mẹ về chắc 11 giờ, 11 giờ mấy bây giờ tới. Đi lại xem về nhà mình ăn phở. Ok ngoại. Ngoài làm hành đâu sạch mình. Vậy hả? Đã quá vậy. Mình đem nước rồi. Biết học cái gì rồi con? Con học cái gì ngoại? Học gì với bạn đó? Ừ. Con học tiếng Nhật. Dạ. Để học tiếng Nhật. Làm người Việt không nó có làm tiếng Nhật ra mà học tiếng Nhật tiếng con. Ừ, mình thích đó ngoại. Ừ. Mình thích, thích con học vui vẻ thôi à. Ừ. Học cho nó giống như mình trao dồi kiến thức thôi. Đúng rồi. Để mốt đi Nhật biết nói vài ba câu. Yakochuke. Yachamache. Đi coi phim Nhật biết nói. Dạ. Đúng rồi. Nó nói lẻo sao mà nghe nổi mơ. Konnichiwa. Yachamache là gì cái? Kính chào quý khách đó. À, mời đàn bà mà. Rồi đó đi quán Nhật. Yachamache. Và là Yuchukaka. Nó ổn gì vậy? Vậy, vậy, vậy. Nói gì á? Thầy biết đâu thì nó Yasamase. Ba nó Yukusaka. Cái đó ổn. Cái mấy đứa nó ổn người ta. Cái đó tiếng gì ta? Rồi nó quánh bà đó. Mà nói sai tiếng nó quánh bà đó. Vậy mà nó cũng trú mắt là nó dợm mà. Không biết nhiều khi nó không biết ông này nó nói tiếng Nhật bản, bản địa hay gì. Bản địa nó cũng phải hiểu. Nhiều khi tiếng dân tộc của nó làm sao hiểu, giống như tiếng Huế rồi sao hiểu. Cái người đúng. Việt nói tiếng Huế thì sao nó có ai hiểu gì đâu. Thì cũng đúng. Con chỉ muốn đọc được tiếng Nhật thôi ngoại. Trời đọc khó con. Con đang học bảng chữ Hán của nó đó. Yeah. Khó quá trời. Khó, khó mà. Thêm nét thêm đồ khó lắm á. Tiếng Hàn dễ. Có một bảng chữ rồi. Mẹ có biết tiếng Nhật không? Đó, bà biết đó. Vậy thôi. Ừ. Tiếng gì nữa, biết tiếng gì nữa? Ajinomoto. Không biết tiếng gì nữa. À, Campuchia. Dạ. Gì? Nói sao? À, Campuchia hả? Ừ. À, gì nữa quên mẹ. Rồi đó cũng nói được. Bon, bon ơi, bon ấy bon. Là gì? Là anh ơi anh á, bon ấy bon. Là anh sẽ lăng bon thế. Là anh có yêu em không? Trời đất, nhớ cái gì vậy? Ngoại biết tiếng Pháp không ngoại? Không. Không. Ông ngoại rành quá rồi. Ông ngoại rồi biết hết. Dành của bà ngoại luôn rồi. Ngoại biết tiếng Pháp, tiếng Anh luôn. Tiếng gì không phải cũng biết hết. Dạ. Thôi tới nhà thờ rồi. Gần. Lát gặp lại các bạn. Ok, bye bye các phở bạn. Gà.
Ủa gì kỳ vậy nó? Phở qua, phở ga bao hoài. Thôi về nha má. Má muốn đi đâu nữa không? Thôi hả? Má mua cái gì vậy? Mua có gói đường vàng mà cũng không có nữa. Ủa sao kỳ vậy? Đường này hơi hơi vàng thôi, không có vàng. Đi muốn mua cái gói một cái bắp cúc cô ly. Cho Toàn á má. Gửi video cho con á. Cho Toàn nhận được 4.200 của cái chị Hương Oxy á. Chị tặng cho cha để xây nhà thờ với xây đền Đức Mẹ đó. Cái cha làm clip cảm ơn, cha cũng gửi lời thăm bà ngoại nữa đó. Lúc này cho Toàn làm clip cảm ơn cũng gửi lời thăm bà ngoại hết á. Mà bữa ở Canada đâu có sạc mạng yếu quá, cái cha gửi video cho bà Tám, bà Tám đâu có nhận được đâu. Rồi gửi mấy lần cũng nhận được, nó chết mồi giờ sao. Cái lúc về tới Cali nè, cái nhờ cha gửi lại mới nhận được cái video đó. Rồi sẵn đây Tám post cái video cho các bạn xem nha. Với lại có một cái video của máy ấm Nhật Hồng mà của chị Cúc gửi tặng cho máy ấm Nhật Hồng $100 á, mà Tám không có biết chị Cúc ở Houston á. Tám không biết số cho nên là sẵn Tám cho các thân nhân hoặc là chị Cúc xem cái video này luôn, là để chứng minh là Tám đã gửi cái tiền của chị Cúc cho máy ấm Nhật Hồng rồi. Mà máy ấm Nhật Hồng quay cái video á, nó không có rõ lắm, cái tiếng nói nó hơi nhỏ, nhưng mà cũng nghe là cảm ơn chị Cúc là được rồi đó. Rồi bây giờ chở ngoại về nè, mời các bạn xem cái đó nha. Dạ em xin chào chị Cam Thơ. Em cảm ơn chị Cam Thơ rất là nhiều. Và chị Cam Thơ cho em gửi lời cảm ơn chị Hương Oxy. Em đã nhận được của chị Hương là 2.000. Chị đã cho em để tiếp tục xây cái công trình nhà thờ. Và cái công trình nhà thờ của chúng em thì hôm nay thì thợ cũng đang xây dựng. Và em nhận của chị Hương tổng cộng là 4.200. Thì 2.000 chị giúp cho xây nhà thờ và $200 gửi cho em. Em vô cùng cảm ơn chị Hương Oxy rất là nhiều. Và còn 2.000 thì chị giúp đỡ cho cái việc mà em đang xây đài Đức Mẹ. Và đài Đức Mẹ của chúng em thì hôm nay là thợ cũng đang làm việc. Thợ cũng đang làm việc để xây đài Đức Mẹ ngày hôm nay. Và thợ thì nó đang làm đây. Đây. Đó. Đây thợ hôm nay đang làm việc ở đây. Đó, cho nên em cảm ơn chị Hương Oxy rất là nhiều đã giúp cho cái nơi đại Đức Mẹ của em đang xây dựng để cho mọi sự nó được thành công và mọi sự tốt đẹp. Và em cũng xin những người yêu mến trang của chị Cam Thơ, hay còn gọi bà Tám Cam Thơ, cũng tiếp tục yêu thương để cho em hoàn thành cái đại Đức Mẹ này. Để cho mời Đức Cha về. Và đại Đức Mẹ này thì em dâng lễ 13 hàng tháng. Và mọi người đến đây dự lễ cũng rất là đông. Và em cũng xin mẹ Maria trả công bội hậu cho những ân nhân đã giúp cho cái đại Đức Mẹ được mọi sự được thành công và tốt đẹp. Và cũng chúc cái công việc của quý ông bà, của bác anh chị, cái công việc của mình lúc nào cũng được thành công và thuận lợi. Và em cũng chúc cho chị Tám Cam Thơ cũng như gửi lời thăm bà ngoại. Và chúc cái công việc của chị lúc nào cũng đem lại cái niềm vui, cái hạnh phúc cho những nơi đang cần
cái sự đóng góp, cái sự xây dựng cách này cách khác. Và giáo xứ của chúng em thì hôm nay thợ đang làm ở đây. Hôm nay thợ đang tiếp tục ở đây thợ hôm nay thì cũng đang xây dựng như vậy đó. Nhà thờ của chúng em thì đang xây dựng. Đó là những mạnh thường quân, những người yêu mến bên chị Cam Thơ. Và em cũng tiếp tục nhờ chị Cam Thơ gửi lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị đã giúp đỡ cho con cách này cách khác. Và con cũng xin chị Cam Thơ cũng như là những người yêu mến chương trình của chị, đặc biệt là cái clip này, là cảm ơn chị Hương Oxy rất là nhiều, đã giúp cho nhà thờ cũng như là giúp cho Đại Đức Mẹ, và cũng như là giúp cho con là tổng cộng được 4.200. Con vô cùng biết ơn. Và một lần nữa xin Chúa và mẹ Maria trả công bội hội cho công việc của mỗi người chúng ta. Và trong việc của giáo xứ của con thì hôm nay thợ cũng đang xây dựng thế này. Và cũng xin quý bà, cô bác, anh chị tiếp tục cầu nguyện cho công việc của chúng con được mọi sự thành công và tốt đẹp. Và xin Chúa mẹ Maria trả công bội hội cho mọi người chúng ta. Một lần nữa cảm ơn chị Cam Thơ cũng như những cái thành viên yêu mến chị cũng tiếp tục yêu thương và cộng tác cho em để em hoàn thành cái ngôi nhà thờ mà Đức Cha cũng như giáo xứ em và cả em mong ước được khởi sự cho đến hoàn thành điều nhờ bởi ơn của Chúa qua bàn tay yêu thương rộng lượng chia sẻ của quý ông bà, cô bác, anh chị sẽ giúp đỡ cho cái việc xây dựng. Và nó hôm nay thở thảy chúng con cũng đang xây dựng thế này đây. Ông bà chúng con đang xây dựng. Hôm nay thì cũng đang tô trộn hồ. Xin biến bài của bác chị tiếp tục. Rồi em một lần nữa cảm ơn chị Cam Thơ và cảm ơn chị Hương, cô Hương Oxy rất là nhiều. Hẹn gặp lại và tôi xin chân thành cảm ơn. Và các bạn đã xem xong mấy cái clip mà Tám đưa lên cho ân nhân xem. Tất cả những cái gì mà fan nhờ Tám chuyển qua các cha nè, các sơ nè, rồi những cái trường hợp hoặc là những cái hoàn cảnh á, thì Tám có cái đưa lên, nhưng mà có những cái Tám gửi riêng. Thì cái nào Tấm nhớ thì Tấm đưa lên, còn cái nào Tấm quên thì Tấm gửi riêng thôi. Chứ Tấm không có đưa lên đây thì hên xui, có khi nhớ có khi quên vậy đó. Nhưng mà những cái video mà gửi riêng là chắc chắn là 100% là có hết. Và bây giờ hiện tại là tiền mạnh các mạnh thường quân ân nhân này kia á, nhờ Tấm gửi cho những hoàn cảnh đặc biệt hay một cha là sơ, là Tám đã gửi đi hầu hết là 99% rồi. Thì bây giờ phải đợi clip cha gửi thôi. Rồi xong rồi là coi như lúc mà Tám gửi những cái video mà chứng minh á,
cho ân nhân á, thì là tắm khỏe lắm. Xong một cái trời ơi tắm khỏe lắm, tắm nhắn tin em đã xong nhiệm vụ, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nha chị đó. Thì mấy ân nhân thì có người nói là thôi thôi Tám ơi, trời ơi đừng có gửi như vậy, không cần đâu, chị tin tưởng Tám mà, chị biết mà, không cần phải mất công thời gian của Tám như vậy đâu, thấy Tám rất là bận rộn. Nhưng mà Tám nói no, làm gì làm Tám cũng phải làm cho rõ ràng. Tám làm như vậy Tám mới yên tâm, Tám mới nhẹ người được. Mà Tám có khi hả, Tám ghi cái em nói chết cha, trời ơi xót cái này, là Tám ghi xong là Tám ghi chữ rồi. Nhưng mà có một cái chỗ khi mà Tám thấy một cái chữ mà không có chữ rồi là Tám check lại, trời ơi Tám check tùm lum, phải nhìn vô cái tin nhắn của cái người ân nhân đó là Tám có gửi chưa, gửi cái video đó chưa, chân nhân đó chưa. Là nếu mà có gửi là có nghĩa Tám đã gửi rồi, chứ nhiều lúc Tám cũng quên á, cái Tám lại chuyển tiền thêm một lần nữa, ví dụ vậy đó đó. Rồi nếu mà Tám đã chuyển rồi thì Tám đã gửi video cho ân nhân rồi là Tám yên tâm lắm, nó nhẹ người lắm các bạn. Cho nên bây giờ nói là thôi tin Tám, Tám đừng làm cũng không có được, phải làm. Nhưng mà Tám cảm giác là Tám làm như vậy á, những ân nhân mà nhờ Tám chuyển tiền á rất là vui và rất là an tâm. Tám cảm giác như vậy, cho nên là cho dù là có nói là thôi Tám đừng làm nhưng mà Tám vẫn làm, nhưng mà người đó vẫn vui đó. Tám có cảm giác như vậy, các bạn nghĩ sao? Tám nghĩ là ai cũng như vậy đó, ai cũng rất là thích và nhắn tin cho Tám là ô Tám làm việc rất là rõ ràng đâu ra đó, chị rất là thích Tám đó, là như vậy không? Thôi bây giờ clip đã quá dài, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của Tám, và xin mọi người hãy cầu nguyện cho anh Tô Thanh Phương mau chóng được chữa lành nha, được lành bệnh, trở lại cuộc sống bình thường. Thì mong là mọi người một lời cầu nguyện cho anh Tô Thanh Phương, và em cũng chúc anh và gia đình luôn được bình an. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.